Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì đây là Downtown New Orleans đó các bạn. Đây là một khu để du lịch vui chơi thôi. Trong lòng thành phố hiện đại thì có một khu phố cổ thời Pháp. Và ở đây có rất là nhiều người đến đây du lịch tham quan. Những chiếc xe đạp như thế này giống như những chiếc xe lô đạp ở Việt Nam đó các bạn. Thì chúng ta sẽ ngồi lên xe và những người này sẽ chở chúng ta đi vòng vòng tham quan thành phố. Và có xe ngựa nữa. Tuy nhiên thì các bạn đi xe đạp này thì sẽ rẻ hơn xe ngựa rất là nhiều. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Quyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và Quyên Quỳnh cũng xin chúc phúc cho những cặp đôi đã gặp nhau bên nhau được hạnh phúc. Tuy nhiên, Quyên Quỳnh cũng mong rằng những anh chị nào có tin vui thì báo tin vui để cho những người khác coi video, họ không xin số điện thoại của mình nữa. Và Quyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở rằng các bạn khi đến tham gia chương trình của Quyên Quỳnh, vui lòng suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy tham gia nhé. Quyên Quỳnh không muốn mất thời gian của rất là nhiều người. Nào, mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Em chào chị nha. Chị xin chào Quyên Quỳnh. Chị rất biết cảm ơn em tạo một cái chương trình rất là hữu ích cho những người cô đơn, chẳng hạn như chị đây. Chị đến đây cũng thử coi mình coi cái duyên mình cái còn hay là không. Chị cũng lớn tuổi rồi. Chị xin chào quý vị khán giả. Chị tên gì? Chị hiện đang ở đâu? Chị tên là Trinh. Chị hiện nay ở Đài Loan. Chị quốc tịch Đài Loan. Chị là người Việt Nam có chồng Đài Loan. Chị sinh năm mấy? Chị sinh năm 70 em. 70 mà còn khá trẻ đó. Rồi chị lấy chồng năm nào? Chị lấy chồng năm 2002. Đúng rồi, 2002. Rồi chị cũng đi năm 2002 luôn á hả? Dạ. Cuối năm 2002 là đi qua đây. 2002 đi 20 năm rồi ha. Khá lâu á. Đi 20 năm khá lâu. Rồi chị có con cái gì không? Chị có một đứa bé gái năm nay 15 tuổi, học lớp 10. Con chị hiện sống chung với chị hay là sao? Con chị sống chung với chị. Thì nó học chừng 2-3 năm nữa là chị khỏe rồi. Coi như là chị phải tung bay rồi. Nó chỉ mình đưa tiền cho nó thôi. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị ông xã chị như thế nào? Chồng chị qua đời. Chồng chị cũng lớn tuổi thì cô không quay cho điểu. Để nói tiếng qua đời nói người ta nói chị sẽ bữa xác chồng thôi chị. Ông xã chị mất bao lâu rồi? Mất 4 năm rồi em. Rồi hiện tại chị đang làm công việc gì? Chị làm bên công ty. Và nay chị lớn tuổi rồi. Chị cũng muốn đổi về ngày khác là buôn bán hay là gì đó. Nhưng mà cũng đợi cái con mình nó học ổn định rồi cái mình đi kiếm việc buôn bán mình đổi lại ngày buôn bán. Buôn bán thì chị tính kinh doanh hàng gì? Chị bán cũng như mà tập quá em đó, tập quá ở bên bển đó là mình có thể bán ở nhà hay là mình thuê chỗ bán chị? Thuê cái chỗ mà đông người ấy, có người cát nước lại á, em bán có mới có người mua, rồi em muốn bán ở nhà thì bán chị nghĩ chắc không có chạy đâu, bán không có khách, không có người đâu.
Nhưng mà ở bên đó người ta vẫn cho mình bán ở nhà hả? Được không? Như thí dụ nhà mình mặt tiền thì mình bán được không? Nhưng mà đó giờ chị có kinh doanh lần nào chưa? Có, bên Việt Nam thì cũng có kinh doanh. Nhà đó mở bán quán cà phê á. Bán đắt lắm rồi À, có duyên buôn bán hả? em. Chị bán từ lầu 1 tới lầu 2 là khách nó vô là ngồi khách hàng luôn đó. Wow. Mấy cái ngày mấy ngày lễ đồ đó nghe là ngồi khách không có ghế ngồi luôn. Ở Việt Nam quê chị ở đâu? Quê chị ở Vĩnh Long. Rồi sao cơ duyên nào lại đi qua bên đây vậy? Đang bán làm ăn được quá mà, bán đắt quá mà sao lại đi qua bên đây làm công nhân vậy? Tại chị cũng thấy lớn rồi mà ở bển thì lập gia đình ở bển chị thấy làm ruộng rồi đó thấy cực khổ thì chị sợ cho nên chị thấy già rồi chị sợ ế. Chị thấy mấy đứa em đi trước rồi thấy cũng cái chồng ở đây cũng hạnh phúc cũng cũng có cái đứa thì vô cũng có đứa thì không có được may mắn như người ta thì cũng có nhưng mà một phần nào thôi. Nhưng mà chị cũng may mắn đó phải không? Chỉ có điều là ông xã chị mất thôi phải không? Mất sớm phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chị nghĩ ưu điểm của chị là gì? Ưu điểm của chị là chị biết thương người, sống hết lòng vì mọi người. Chị làm ăn thì chịu khó, tích cực. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm của chị thì dễ tin người, hay là bị người ta gạt Trước giẫm. đây đã từng bị Cái thứ gạt hai gẫm chưa? có gạt nhiều lần rồi bây giờ kinh nghiệm rồi em ơi. Vậy đó hả? Chị kể ra trường hợp mà chị bị gạt cho em nghe thử. Giống như đi ra đường mà thấy người ta nói người ta khổ thì kia nọ cho nó cái đầu cái mình thấy tội nghiệp cái mình cho tao mượn tiền tao mượn xong rồi tao đá ăn cháo đá bát giống như tao lại ta nói với bên chồng mình như thế này thế kia vậy đó rồi lại cho bên chồng mình cái làm khó làm dễ mình vậy đó. Trời, chị thì không sợ không ngại gì cho đó kệ nó đi. Cái chuyện đó chị cũng không có giận không có buồn hết nhưng mà nhiều khi người ta mượn tiền mình rồi cái người ta thấy mình hiền quá người ta không trả còn người ta chẳng những người ta đi kiếm chồng mình người ta nói xấu mình nữa Vậy đó. chồng mình cũng tin luôn. Vậy còn sao? Rồi giải quyết thì được không được thì thôi chứ phải đành cam chịu chứ sao. Tại vì mình khờ quá thì mình không có giải thích được thì không ai hiểu. Lúc đó ông xã chị có khó chịu với chị không? Ông xã thì lớn tuổi quá thì cũng như cũng giải thích cũng hơi khó thì nếu mà chị giải thích không được đó, thì chị nhờ cái người khác người nào mà chồng chị cũng như là nghe lời người đó đó chị mượn người đó nói giùm giải thích giùm dạ. Chị rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Chị cũng lớn tuổi rồi chị cũng không đòi hỏi gì cao miễn anh nào mà đến với chị mà thật tình thương chị thì chị cho chị cái cảm giác ban đầu là chị được tự tin để trao thân gửi phận. Anh đó đừng có rượu chè cờ bạc hút thuốc rượu thì cũng như mà cũng như giao thiệp một chút đỉnh gì đó thôi chứ đừng có uống mà say sưa rồi lo làm ăn và lần tứ tứ lũ tường là được rồi. À, rồi thí dụ như
Chị nghĩ là anh ấy là độ tuổi khoảng bao nhiêu không? À, nếu mà nhỏ hơn chị á, thì từ 3 tuổi trở lại, còn lớn á, thì từ 70 trở lại, chứ đừng có nhỏ quá chị không chịu. Tại sao chị không thích người nhỏ tuổi hơn chị? Tại vì nhỏ quá chị sợ, cũng như mình lời lẽ mình không có nhiều, mình sợ mình không có thuyết phục được người ta, tình cảm mình không có được lập bền lâu quá kinh. Chị Chị rồi ai với chị Thiệu, chị xem video của em hay là tự chị xem? à, cái này chị xem á, chị thấy cái chương trình của em rất là hay. Nhiều khi em chứ em phỏng vấn người này người kia chị nghe cũng rất là cũng tự Rồi chị có cảm thấy mến anh nào trên kênh của em không? à, chị thấy trên của em thì cũng có rất nhiều anh tốt nhưng mà chị thì không dám chào ai hết, thì chị giới thiệu về bản thân thôi, còn anh nào thấy chị có điểm nào thích hợp thì tìm hiểu. Rồi con gái của chị có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không? À, có cơ, tại vì nó thì nó cũng tánh nó cũng tánh nó như cũng mạnh dạn lắm, sống nó nói là nữa không có sống gần mẹ đâu, tại vì con nữa cái việc làm của con nữa là ở đâu thì con ở đó, chứ còn mà con gần mẹ thì không có được rồi. Nó nói đem mẹ theo thì con không biết làm sao, nói có môn về có tiền thì cho mẹ thì được, nói vậy. Con gái biết nói tiếng gì không? À, không em, nếu mà nó có về Việt Nam chơi 1 tháng là nó nói nhiều lắm. Tại vì em nay không có cái thường nói á, cái quên trên. Mới đi về Việt Nam có dẫn con theo không hả? Chị đi về một mình. Có cái một hồi đó chồng chị còn sống là về mỗi năm về chồng chị cũng theo về luôn. Ở Đài Loan á, thì đi về Việt Nam khỏe mà gần mà đâu có xa Đúng rồi, đâu. 3 tiếng đồng hồ là xuống. Rồi ở đây hiện tại là chị làm á, làm ngày mấy tiếng đồng hồ? Chỉ làm 8 tiếng rồi cơ. Không Nói biết. chung là cuộc sống của chị thì cũng cũng ổn, không đến nỗi nào. Cho nên giờ cũng lớn tuổi rồi mà làm cho có cái cũng như làm cho cũng như cái sức lực của mình nó đừng có xuống cấp gì đó. Rồi Dạ. thứ bảy chủ nhật là chị nghỉ hả? Dạ, đúng rồi cơ. Thời gian rảnh rỗi đó là chị thích làm công việc gì? À, làm việc nhà, trời ơi, cái nhà chị quay cái kênh coi, chị lao từ sáng tới chiều lao xếp xong, Rộng dữ vậy đó hả? cái quên bao luôn nhà, ở cái là ai không quen ở sao mà chết luôn. Sao cho người ta vô thuê? Thuê vô ở nó trà trộn nó khó Vậy đó hả? Được bao nhiêu phòng? lắm. 4 phòng, nhà tới 4 lầu, Trời ơi, 4 lầu đi lên đi xuống cũng mệt đúng không? hai nhà này cũng nhà xưa đó cưng, nó dài dữ lắm luôn á, bên em mà 4 lầu như nhà bây giờ nó các cái kiểu cũng ngắn đó, thành ra cũng dễ dọn, còn này nhà xưa nó dài quá, gì dài à, nó có 20 mấy mét chiều dài á. Sợ ma À, cũng quen em, sống từ từ cũng quen. không? Nguyễn chị đi làm về hang lã dưới tắm đi lầu 1, ăn cơm lầu 1, ăn xong rồi là hai mẹ con lên lầu 2, rút lên lầu 2, chơi điện thoại hay là xiết quần áo hay là làm gì chia ra. Con làm việc của con, mẹ làm việc của mẹ. Rồi còn 2 lầu trên không làm gì hết. Còn 2 lầu trên thì thờ cúng với để mấy cái đồ và phế liệu rồi đó.
Chị ở ngay thành phố lớn. Thành phố nhỏ em. Ồ. Ở nhà rộng quá anh vậy rồi. Không làm gì được khác hả? Ủa vậy? không được cho anh ta vô ở nguy hiểm lắm. À. Rồi ở đó kinh doanh được không? Có từng trệt kinh doanh được không? À, để dân số đông rồi thì được, để sau này thời gian chắc được. Vậy là thua hơi vắng hả? Có cái đúng rồi, hơi vắng rồi. Ủa mà ông xã chị có anh chị em gì ở gần đó không? Có bà con gì không? Có anh em có đầy đủ ở gần đây nè. Mà cũng có nhà ai đấy ở phải không? Đúng rồi, sống bên đây nó buồn tẻo buồn teo em ơi, nhà ai mới ở à, làm xong rồi về cút lút trong nhà không ai tới nhà ai chơi. Mà chị lại chị làm biếng đi chơi nó mới độc chứ. Rồi qua lâu vậy rồi có bạn bè đâu không? Bạn thì nhiều nhưng mà từ rồi cái Covid tới giờ không ai tới ai chơi, bạn này ngại tới bạn kia ngại, sợ không biết bạn có tự tin gì không. Ở Có nhà ai chị thì mới ở. mà ở bên chị là người Việt Nam không? Người Việt đông lắm em, Cô dâu Việt á hả? bên chị sống bên này người Việt rồi có cũng chợ Việt Nam là cũng vui đó em. Có mấy thứ hai thứ tư thứ năm rồi đó có chợ Việt Nam đó. Cũng vui đó, nó bán đầy đủ hết trơn, Có nhà hàng Việt Nam không? có cơm. Sướng hả? Mới vốt mà chết với chị đi mà cái đầu là bên đây chị mấy chị có tổ chức lễ hội rồi đó, mặc áo dài rồi cũng vui đó. Vui hả? Vui đó, đi múa đi hát đi ca. À, chị có ông chồng chị già lớn tuổi rồi, cái ổng cũng hơi sống như kiểu người già đó, không có biết thấu hiểu người vợ mình như thế nào, cũng không biết chia sẻ rồi này kia nọ. Sống thì đi làm về rồi cái bắt đầu ăn cơm xong rồi nói đâu 3 tiếng rồi vô buồn ngủ, vô buồn ngủ cô không biết tâm sự gì hết trơn. Ông xã chị Hay là lớn hơn buồn chị bao tẻ. nhiêu tuổi rồi? Ông xã chị hả? Lớn lắm rồi, Vậy mấy lớn chị mấy chục tuổi. đó hả? Yeah. Không, mà thời cưới nhau là chị ba, ông xã chị bao nhiêu tuổi? Ông xã chị 60, 61. Ồ, còn 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 sanh được hả? À, vậy là 80 tuổi mà còn sinh kìa. Người bạn của chị á, 70, chồng chỉ 70, 78 tuổi á, Chỉ mười mà tuổi chỉ mới lớn hơn mình 2 tuổi. con Chỉ bên gái Việt hả? Nam thì cũng có đời chồng rồi. Chị nói nè, chị nói hai chị em tâm sự từ cũng chết đấy, cũng may bà có chồng rồi, bà mà còn xin chắc sao sao không làm được. Cười cũng chết. Ở nói nhờ anh vậy á, nó nói thôi mày đừng nói chơi nha, tại cũng dân lắm, già cũng dân lắm. Rồi cuối cùng còn có để sanh em bé luôn á Con bé sinh hẳn trai rồi nó lục lăng hết tiếp luôn rồi. Ê, nó nói chị nói trời ơi, chồng chị đã lớn tuổi rồi chị sợ sanh ra chị hồi hộp, chị tuần nào chị cũng tới khám là chị đi khám á, chị sợ nó lỡ không biết có cái gì không á. Trời ơi ai già sinh ra nó lục lăng hơn mấy cái người mà trẻ tuổi sinh á, là trời ơi chỉ nó nhiêu khó tuổi, là chịu chỉ năm không mấy nhỉ. hả, Hả? là chỉ 50 mấy tuổi mới sinh đó hả? Hồi lúc đó đâu 50 mấy, lúc đó 40 mấy, chị sanh ba con chị 30 mấy tuổi, chị ba mươi đâu lăm 36 tuổi thì đâu sanh đâu con. cái chị mà nói là có thằng con chờ trễ kìa, là 50 mấy tuổi chị mới Thì sinh. 40 mấy. 40 mấy, À, tưởng đâu năm mấy chị mới sanh chứ. 40 mấy tuổi mới sinh. Nó hỏi chị mấy tuổi. Vậy nói thôi
ai sinh rồi cái ông chồng đó mắc cỡ đó, ông không có dám đi ra đường. Chị thôi nghiệp chị đó, chị nói đi đâu hỏi chồng chị đâu, trời ơi ông có dám đi ra đường đâu mẹ ơi. Ông thường thủi tối ngày ông đi làm hồ, trời già vậy mà còn đi làm hồ đó đó cưng. Ông thì làm bên thầu xây dựng á, ông làm chủ nè, cho nên ổng cũng khá lắm, cũng giàu lắm. Ổng làm thầu cho nên cũng đâu có cực gì đâu nên ổng đi làm được. Còn trẻ cái ổng mới cười như cái hai chị em ngồi tâm sự cực, nói là mình bạn già mới hiểu được tâm lý với nhau chứ cùng mấy đứa trẻ mà không có biết. Hồi nãy em hỏi chị là con chị có ủng hộ chị đi thêm bước nữa chưa không? Có hỏi rồi cơ. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị cao 1m5. Chị bốn người bạn của chị cao khoảng bao nhiêu? Thì thôi cưng ơi thứ vậy, chị cao mình được có chọn đi cưng ơi, những người nào mình thấy cũng như là mình hợp là được tại cưng ơi. Chứ đừng có lựa, bây giờ từng tuổi này em đừng có lựa, nó khó lắm. Ông mình đâu có trẻ nữa đâu mà lựa đẹp trai phong độ hay là sao, đâu có lựa mấy cái đó được. Miễn lựa ngày nào hiền biết thương mình, được biết chia sẻ, biết thấu hiểu, biết thương mình thì chỉ là được rồi. Chứ giờ em lựa như mấy người trẻ đâu có được. Chị hôm trước mà bên Đài Loan á, à Mỹ cái vụ mà Trung Quốc tấn công Đài Loan á, chị ở đó chị có sợ không? Không em, tại vì hồi đó tới giờ 60-70 năm nay đâu phải mới đây đâu. Không hoài đó đâu có đánh đâu, nó làm như hầm hổ vậy đó. Không hoài không sợ. Không sợ. Ngày này kia sợ chạy về Việt Nam quá chừng luôn, đi dẫn nguyên nhà đi về bển. Rồi, còn chị không sợ, chị về Việt Nam còn bỏ con chị bên đây. Chị rồi bây giờ nếu mà yêu lại lần nữa, chị có muốn người yêu có tính lãng mạn không? Thôi gì vừa tôi ngay cũng như đòi hỏi đầy đủ quá, chắc người ta hước hết rồi không tới mình đâu. Rồi khi mà lớn tuổi chị thích ở bên đây hay là chị nghĩ là chị sẽ về Việt Nam sau? Chị coi giống như là tự nhiên cho em thôi. Chứ giờ mình nhiều khi mình sắp đặt trước, mà khi nhiều khi cái nữa sau này cái đường đi nó bước làm ăn của mình nó khác rồi mình đâu có tính được, đâu có tính trước được. Thấy ở đâu thuận tiện được, làm ăn được thì mình cứ làm à. Chị về Việt Nam thì cũng có phương tiện, chị làm ăn thì cũng có nhà vậy. Còn... anh nào lấy chị là được 2 quốc tịch đó nha. Qua được Đài Loan làm lấy một thêm cái quốc tịch nữa đây. Chị làm ăn bên đây cũng được. Vậy là chị hiện tại chị vẫn có nhà ở Việt Nam. À, đúng rồi, chị cấm có nhà. Rồi cha mẹ của chị còn không? À, ba chị mất lâu rồi, mẹ chị còn, mẹ năm nay 80 mấy tuổi. Mẹ chị cũng lớn tuổi ha. Còn anh chị em của chị có ai qua đây với chị không hay là có mình chị bên đây thôi? Không, có mình anh chị. Chị bị thứ 8, thứ 9 gì rồi. Thứ 8, thứ 9 mấy chị kia lên rồi. Mấy chị kia lớn tuổi lắm rồi. Mỗi lần về quê chắc vui lắm ha, gia đình đông á. Dạ, mấy chị nói chung mấy chị cũng thương chị vậy đó. Lo nấu nướng này cho chị ăn làm hết rồi, chị không có làm gì hết. Chị cái đi tới thăm bà con, đi hết nhà này tới nhà kia, xong thì nói chuyện với mẹ. Dạ. Được bao lâu? Xong rồi. Hồi đó chồng còn sống thì về 1 tháng, còn bây giờ chồng mất rồi thì công việc bên đây mình xui riết chưa có, không có ai mà dòm ngó giùm mình phải đi riết về. Không có chơi lâu được. Về chuyến này có 2 tuần mà. Chứ
Hồi trước em có thường về nhưng mà sau này dịch rồi lâu lắm rồi không có về á Quỳnh chị. Từ sau dịch 2019 tới giờ mấy năm rồi. Chị có sở thích nấu ăn không? có cái chị thích nấu ăn, cũng thích học nấu ăn rồi đó, chị nấu được, nấu cho gia đình chị. Hồi đó chồng chị nó sung sung sướng lắm, có làm trên chị làm khá trên bóng đèn này kia nào hư là chị sửa không đó. Chồng chị lớn tuổi với ổng làm việc đó, cưng ổng công tử lắm, trời ơi cưng thấy bàn tay bàn chân của ổng nha, ổng lớn tuổi chứ bàn tay bàn chân ổng còn đẹp hơn bàn tay chân chị nữa. Sửa Ổng kiểu bóng đèn ăn chị là sửa chồng luôn, hả, sửa bóng đèn chị sửa luôn. giờ sửa luôn chứ em cái nhỏ nhỏ chút xíu thì kêu thì người ta lại, người ta đâu có lại, cho nên em phải tự làm. Nhà thì toilet rồi nó hư cái gì á, ít ít thì mình tự sửa luôn. Tao nói cái nhà này nha, em chị hả cực chứ đó, chồng chị nói chung là chỉ tối ngày thủ kho thôi, đi chơi và biết mua đồ ăn vậy thôi, rồi giữ con, đây đẩy con đi chơi gì đó, rồi trong nhà trong cửa thì la lo hết. Sao chị không đi làm hả? Con chị em xã chị đi làm việc mà, Tại sao chị nói là để con đi chơi? rồi sau này ông về hưu rồi đi chết, Sao sau này ông về hưu này ổng về hưu rồi chị phải đi làm, ổng đúng rồi. chơi. Về ổng đi chơi chứ trời không có đường nào để ổng đi chơi, tối ngày ổng ngồi ở nhà nhìn thấy ổng còn tội nghiệp hơn chị nữa. À không làm mà chị thấy chị còn sót hơn ổng, ngồi cái giấy nhà không có việc làm, ngồi ổng ẹo qua ổng ẹo lại Ngồi dạ không vậy. không Không thấy ông tội nghiệp đó, chị đi làm cũng không có hữu hỷ với ổng á, đúng thấy bỏ ổng vậy cũng tội nghiệp. Mà mình đi chơi thì mình còn trẻ mà mình không có đi làm, mình thấy đi chơi thì cũng ủ thời gian, mình làm được cái gì mình làm, mình lo gia đình bên Việt Nam mình nhé, lo cho cha cho mẹ. Gia đình chị gặp đông anh em nữa không? Đúng rồi, vậy là từ hồi chị đi về tới giờ, đi qua đây tới giờ mẹ chị sướng, chị làm chị lo hết cho mẹ chị, không có đàn lụng cái gì hết trơn. Chị nhưng mà tiền lương ở bên Đài Loan á nó có cao không? Cao hơn Việt Nam không? Cái giá hồi xưa nó có chênh lệch, còn bây giờ nó đồng rồi cứ Vậy luôn hả? à, bây giờ nhà nước nói là cái giá quy định của nhà nước là bao nhiêu là bao nhiêu, người nào là cũng vậy hết trơn. Rồi nếu em bằng cao muốn cao nữa thì cũng như em làm tăng ca mới được cao, Ngộ vậy chứ hả? còn Giá lương còn giờ mới qua mới làm hay là làm cũ gì cũng giá nhau hết hả? có làm cũ thì cái có chỗ làm cũ thì lương cũng cao cũng có, nhưng mà ít lắm, cái chuyện đó cũng như là cũng như nặng nhọc lắm mẹ, có chuyện đó thôi. Còn mà việc làm mà nó bằng với nhau thì lương bằng nhau. Vậy đó. Ô ngộ ha, cứ là giá nhiêu đó hết nên cho khỏi mang khỏi người ta khỏi mất công phân bì với nhau á. Nhưng mà rồi nhà em nghe nói là nhà cửa bên đó cũng mắc lắm phải Đúng rồi em, bắt không? đúng. Bây giờ nhà lên giá dữ lắm. Ở bên đảo Đài Loan rồi nó nhỏ mà người đông cái gì. Đúng rồi. Mà khu chị á là khu quê hả, rồi có trồng cây ăn trái gì không? Không không em, chị không có thời gian đâu trồng cái gì hết trơn. Không, ý nói xung quanh đó người ta có trồng cây ăn trái, trong vùng trồng cây ăn trái vườn rẫy thì nó khác với khu thành phố. Nhiều lắm em, trồng dãy bình thường, trồng các loại rau thì cái nọ, về ổi, trồng xoài, trồng quýt, trồng bưởi, có đầy đủ hết chứ, trồng trái dải rồi đó.
Chỗ chị đi ra ra thành phố và chỗ chị làm xa không? Thành phố lại chị làm cũng gần, chị đi chừng 7 phút 8 phút thì tới. Gần mùa đông ở bên đó có tuyết rơi không chị? Em nói sao? Mùa đông bên đó lạnh không? Không em ơi, bây giờ biết trời từ từ không có trời lạnh nữa. Vậy đó hả? Hồi xưa chị qua cái buổi ban đầu hả, nó lạnh chị mặc hai ba cái áo dày cui mà nó cũng vẫn lạnh. Cái bây giờ hả, em mặc một cái trời tiết trời lạnh mà em mặc hai cái áo dày tay là được rồi. Mà ở bên Cũng đó có tuyết rơi không? không có tuyết rơi, biết từ từ người ta nói không có tuyết, không có mùa là mùa đông luôn. Chị là một anh mà muốn làm quen với chị muốn anh ấy trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chị thích nói chuyện vừa vừa, đừng nói nhanh, đừng nói nhiều quá, mà cũng đừng nói ít quá, chị không chịu. Nói ít quá thì khi người ta trong bụng người ta nghĩ cái gì mà không biết người ta nghĩ cái gì. Rồi chị Nên muốn cũng không, anh mà muốn làm quen với chị ở đâu cũng được hay là sao? ở đâu cũng được em, nghĩ là không phải riêng chị là chị đến à. Ok chị Còn vậy. nếu Nói đi, còn nếu thì sao? còn nếu không phải riêng chị thì chắc chị lại Ok chị, em rất vậy là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? chị chơi thành cuối chương trình, chị cũng cảm ơn Liên Quỳnh. Chị đến đây xin dứt lời. Xin kính chúc ông bà cô bác chúng anh chị em trên kênh của Quyên Quỳnh, xin có nói điều chi sơ sót, mong quý vị miệng tình tha thứ, bỏ qua và bỏ chính cho những điều tôi còn thiếu sót. Tôi thành thật khi ơn chị dứt lời, chị cũng không quên cầu chúc quý ông bà cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước được nhiều sức khỏe, dồi dào hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Chị cũng cảm ơn Nguyên Bình, chúc gia đình Nguyên Bình được hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Ok chị, Thôi, coi chị đến nay chị ha. chị xin tạm tạm biệt.